Một trong những ấn tượng của các đội bóng châu Á tại kỳ World Cup trên đất Nga năm 2018 chính là Ả Rập Xê Út, khi họ từng đánh bại đội tuyển Ai Cập của Mohamed Salah, khiến họ về nước mà không có lấy một chiến thắng giành dự. Đội bóng của huấn luyện viên Hervé Renard cũng được quyết tâm hướng tới lần thứ 6 tham dự giải đấu số 1 hành tinh. Và mục tiêu của họ là vượt qua bảng đấu có sự góp mặt của Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Việt Nam, Oman tại vòng loại cuối cùng khu vực châu Á. Họ muốn cán đích ở một trong hai vị trí đầu bảng để có suất đến thẳng vòng chung kết World Cup ở Qatar, tức là xếp trên một trong hai ông lớn Nhật Bản hoặc Australia. So với các đối thủ khác trong bảng thì Ả Rập Xê Út là một cái tên cực kỳ bí ẩn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Điều đó thể hiện ở ngay từ việc chúng ta vẫn chưa từng có cơ hội đối đầu với họ trong quá khứ. Thứ hai đó là đẳng cấp của một đội bóng có kinh nghiệm chinh chiến tại World Cup. Ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở một kỳ đại hội bóng đá thế giới tại Mỹ năm 1994, Ả Rập Xê Út đã gây bất ngờ bằng việc lọt vào vòng 1/8. Đến giải đấu cách đây 3 năm về trước, đội bóng này cũng biết cách gây bất ngờ với chiến thắng 2-1 trước đại diện rất mạnh đến từ châu Phi là Ai Cập. Sức mạnh của đội bóng từng 3 lần vô địch châu Á nằm ở nhóm trên mà Trung Quốc hay Việt Nam chúng ta chưa thể sánh bằng. Tại bảng D vòng loại thứ hai, đội bóng này khởi đầu không thuận lợi khi hòa 2/3 trận nhưng sau đó toàn thắng để đứng đầu bảng, ghi 22 bàn thắng và bị thủng lưới 4 bàn. Đáng chú ý nhất là chiến thắng 3-0 trước Uzbekistan và trực tiếp loại đội bóng này ra khỏi cuộc đua dự World Cup. Tuy nhiên, cũng như bao đội bóng khác bước vào vòng loại cuối với sự thận trọng nhất định, báo chí Ả Rập Xê Út tỏ ra không hài lòng với kết quả bốc thăm bảng B. Tờ Arab News đã bình luận rằng, nếu được lựa chọn, chắc chắn huấn luyện viên Hervé Renard của Ả Rập Xê Út sẽ chọn bảng A, với phần lớn các đội Tây Á gồm Iran, Iraq, Syria, Liban thay vì nằm ở bảng B để đối đầu với những đối thủ ít quen thuộc hơn và phải đến làm khách ở các địa điểm đáng ngại hơn, gồm Tokyo, Sydney, Bắc Kinh và Hà Nội. Ả Rập Xê Út cũng là đội bóng đầu tiên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chạm trán ở hành trình lịch sử ngay trận mở màn trên sân nhà của đối thủ. Đội bóng của huấn luyện viên Hervé Renard có lối chơi đặc trưng thuần phong cách Tây Á, vì thế họ sẽ rất ngại khi gặp những đội bóng thiên về kỹ thuật, ban bật như Nhật Bản, Trung Quốc và một phần nào đó là có cả Việt Nam, một đội bóng đang có sự tiến bộ vượt bậc tại châu lục. Vậy sức mạnh của Ả Rập Xê Út sẽ nằm ở đâu? Sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng nhà cầm quân hiện tại của tuyển Ả Rập Xê Út từng có quá khứ không mấy vui vẻ tại Việt Nam. Cụ thể là ở đấu trường V-League với khoảng thời gian gần 3 tháng dẫn dắt câu lạc bộ Sông Đà Nam Định mùa giải 2004. Khi World Cup 2018 đang diễn ra, người hâm mộ Việt Nam bất ngờ với đội tuyển Maroc 1 thì bất ngờ với huấn luyện viên của họ đến tận 10. Hình ảnh một vị huấn luyện viên mặc áo sơ mi trắng, tóc dài lãng tử dẫn dắt Maroc tại sân chơi lớn nhất bóng đá thế giới khiến cựu vua phá lưới V-League Đặng Ameobi chỉ tay vào màn hình mà thốt lên: "Tay này trước đây từng đến hành nghề tại Việt Nam rồi đấy. Tôi từng là một trong những người giỏi nhất, nhưng đến khi đối mặt với những cầu thủ hàng đầu tôi mới nhận ra là mình không giỏi đến vậy. Cuối cùng thì tôi chỉ là một cầu thủ tầm trung của giải hạng 3." Ông thầy người Pháp cũng từng gói gọn sự nghiệp cầu thủ của ông chỉ trong vài ba câu như thế, dù ông từng được chơi bóng cùng với Didier Deschamps và Maxime Desailly thời niên thiếu. Khoảng thời gian đầu khi theo nghiệp huấn luyện của ông cũng trắc trở không kém. Cuối năm 2003, Renard lần đầu tiên rời châu Âu để thử sức ở giải vô địch hàng đầu Việt Nam. Trong làn sóng chiêu mộ các huấn luyện viên nước ngoài tại V-League, Hervé Renard chân ướt chân ráo đến Nam Định nhận việc. Ông rời đi khi V-League 2005 còn chưa kịp khởi tranh. Có người nói vì làm phật lòng ba lãnh đạo, cũng có người nói vì ông gạt bỏ đi công thần. Nhưng tựu chung lại thì đều đưa đến kết quả ông Hervé Renard không có duyên với bóng đá Việt Nam và sự nghiệp huấn luyện viên câu lạc bộ của ông cũng lận đận kể từ đó. Thất bại toàn tập ở các câu lạc bộ, nhưng danh tiếng của ông Renard được gây dựng hoàn toàn nhờ vào thành công khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia châu Phi. Ông là vị huấn luyện viên duy nhất trong lịch sử từng giành chức vô địch châu Phi với hai đội bóng khác nhau, đó là Zambia vào năm 2012 và bờ biển Nga vào năm 2015. Khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Maroc vào tháng 2 năm 2016, chiến lược gia sinh năm 1968 không đặt mục tiêu nào quá lớn, nhưng cuối cùng ông đưa đội bóng tiến thẳng đến World Cup 2018 với thành tích bất bại ở vòng loại. Dù không thể vượt qua vòng bảng, nhưng đội tuyển do ông Renard dẫn dắt đã để lại dấu ấn với trận hòa 2-2 với đối thủ Tây Ban Nha và hai trận đấu ngoan cường trước đó với Iran và Bồ Đào Nha. Đây cũng là giải đấu tiền đề để dàn sao như Hakim Ziyech, Achraf Hakimi bắt đầu được chú ý tại châu Âu. Maroc kia ấy gồm nhiều cầu thủ trưởng thành từ bóng đá Pháp, chơi một thứ bóng đá đậm chất Pháp dưới tay vị huấn luyện viên người Pháp. Huấn luyện viên 49 tuổi được đánh giá cao nhất ở tài truyền lửa cho tập thể. Ông thường xuyên dành thời gian tập riêng cùng các cầu thủ đang hồi phục chấn thương trước khi bắt đầu buổi tập với những người khác. Ông được các fan yêu thương nhờ cách chơi đẹp, tự sự tận tâm với học trò. Qua lời kể của Đặng Amawi, chúng ta biết thêm về Hervé Renard như sau. Tôi nhớ rất rõ về ông ấy, khi đó Hervé Renard là một huấn luyện viên còn rất trẻ đang trong quá trình phát triển nghề nghiệp. Điểm mạnh của ông ấy là khả năng nâng cao thể lực và sức mạnh cho các cầu thủ. Ông ấy thực sự rất kỷ luật trên sân cỏ. Tôi nghĩ đó là một đặc điểm khiến người ta nhớ tới ông ấy. Nhưng khi kết thúc buổi tập, Renard thường cố gắng tâm sự với cầu thủ.
Bí quyết thành công của Renard không hẳn nằm ở yếu tố chiến thuật mà ông được đánh giá cao nhất ở khoản đắc nhân tâm. Ví dụ như trong trận chung kết CAN 2012, khi hai đội bờ biển Nga của ngôi sao lừng danh Didier Drogba và Zambia bước vào loạt sút luân lưu cần não thì một cầu thủ của Zambia là Joseph Musonda gặp chấn thương và không thể tự đi. Huấn luyện viên Renard đã bế thốc cậu học trò ra khu cabin kỹ thuật để cùng cầu nguyện với các đồng đội. Đó chỉ là một trong những câu chuyện để cho thấy vị huấn luyện viên này tâm lý và được lòng học trò như thế nào ở những đội tuyển ông dẫn dắt. Bạn không thể chỉ là một người với 23 cầu thủ, bạn phải là 23 huấn luyện viên khác nhau tùy theo hoàn cảnh của họ, nền văn hóa của họ, cuộc sống của họ, quan niệm về cách cư xử với các cầu thủ của ông Renard. Sau Maroc, ông Renard đang tiến gần tới với lần thứ hai dẫn dắt một đội bóng tham dự một kỳ World Cup khi đội tuyển Ả Rập Xê Út đã vào đến vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Bắt đầu tiếp quản Ả Rập Xê Út từ năm 2019, huấn luyện viên Renard đưa đại diện của Tây Á nổi lên là một thế lực mới tại bóng đá châu Á, một trong những đội bóng luôn sẵn sàng cho một suất dự World Cup. Trả lời câu hỏi của đại diện Liên đoàn bóng đá châu Á AFC sau kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022, huấn luyện viên Hervé Renard cho biết, cả hai bảng đều khó khăn nhưng đó là cái giá cho suất dự World Cup. Đó sẽ là thách thức lớn đối với tuyển Ả Rập Xê Út. Với những phát biểu chung chung và mang tính ngoại giao như thế, chúng ta sẽ không nắm được ý đồ gì từ ông Renard. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, trận đấu ngày 2 tháng 9 giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út là cuộc chiến không hề dễ dàng gì cho thầy trò huấn luyện viên Park. Có một vị huấn luyện viên tốt thôi chưa đủ, không có những ngôi sao nổi bật kiểu như Minamino, Guley, Son Heung-min, bù lại Ả Rập Xê Út có dàn cầu thủ khá đồng đều các tuyến. Đây là đội tuyển duy nhất trong top 5 châu Á có 100% số tuyển thủ quốc gia đang đá ở các giải trong nước. Đội bóng này đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ với một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, được huấn luyện viên Hervé Renard đô lên đội hình chính thi đấu ở vòng loại World Cup 2022. Chỉ có 3 cầu thủ Ả Rập Xê Út trong đợt tập trung vừa qua ngoài 30 tuổi. Nhưng bên cạnh đó, những hào thủ từng góp mặt ở World Cup 2018 như là Salman Al-Farai hay là Fahad Al-Mughallad vẫn đang tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng thời gian qua và là điểm tựa quan trọng để Ả Rập Xê Út hoàn thành mục tiêu đến Qatar hè năm sau. Al-Mughallad được xem là một trong những cầu thủ đầy hứa hẹn và có tốc độ cao nhất ở châu Á. Dù nhỏ con nhưng sự nhanh nhẹn và có trọng lực thấp, tốc độ và sức mạnh của anh khi cắt vào trung lộ từ cánh phải đã khiến anh trở thành mối đe dọa với mọi hàng phòng ngự. Cầu thủ sinh năm 94 này đang ở đội 9 của sự nghiệp, đồng thời tích lũy được khá kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao trong thời gian thi đấu tại câu lạc bộ Levante của Tây Ban Nha theo hợp đồng cho mượn. Al-Mughallad cũng chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Nhật tại vòng loại cuối cùng năm 2018 để đưa Ả Rập Xê Út đến kỳ World Cup trên đất Nga 3 năm trước. Hậu vệ giàu kinh nghiệm Yasser Al-Sarani là linh hồn nắm giữ sự chắc chắn cho hàng phòng ngự đội bóng Tây Á. Anh này đã có 61 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Ở tuyến giữa có sự xuất hiện của hai ngôi sao lớn nhất bóng đá Ả Rập Xê Út, cũng là hai trụ cột tại World Cup 2018. Đó là tiền vệ 27 tuổi Fahad Al-Mughallad và Al-Farai. Cả hai đều sở hữu kỹ thuật, tốc độ, thể lực tốt và quan trọng hơn là kỹ năng và cái duyên ghi bàn vào những thời khắc quan trọng. Tiền vệ 31 tuổi là người lập hai cú đúp vào lưới Uzbekistan giúp Ả Rập Xê Út thắng ngược 3-2 ở lượt đi và 3-0 ở lượt về, trực tiếp giật vé đi tiếp tại bảng D. Salman Al-Farai cũng chính là người đã thực hiện thành công quả phạt đền cuối hiệp 1, tạo tiền đề để Ả Rập Xê Út lội ngược dòng trước Ai Cập tại World Cup 2018, trận đấu mà Mo Salah đã ghi bàn mở tỷ số. Hàng công của Ả Rập Xê Út hiện đang tụ hội những gương mặt trẻ, không có nhiều kinh nghiệm quốc tế, nhưng bù lại những cái tên như Abdullah Al-Hamdan, Firat Al-Bukhairan, Saleh Al-Seri đều thuộc nhóm những cầu thủ có thể hình và tốc độ vượt trội. Đây chính là điều mà các chuyên gia bắt tay của bóng đá Việt như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng phải đặc biệt lưu tâm. Thậm chí lối đá giàu tốc độ và kỹ thuật của Ả Rập Xê Út còn được ví như phiên bản nâng cấp của UAE. Đây rõ ràng là thách thức rất lớn của đội tuyển Việt Nam trong chặng đường phía trước. Không phải Nhật hay Trung Quốc hay Australia, Ả Rập Xê Út mới là cái tên cần được lưu tâm nhất. Dẫu biết là đối thủ nào vòng loại thứ 3 cũng khó chơi như nhau, nhưng ở ngay trận mở màn, chúng ta đã gặp phải một đối thủ khó nhằn như Ả Rập Xê Út thì quả thực khó khăn như